Bosado Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bosado Huy đang chia sẻ cho quý vị tại một cuộc triển lãm lớn, triển lãm Hải Dương năm 2023. Và trong cái thước phim này, Bosado Huy đặc biệt ấn tượng cái tác phẩm Cây Xanh Thác Đổ ngay trước mắt quý vị. Cái vẻ đẹp của tác phẩm cuốn hút vô cùng quý vị ạ. Một tác phẩm ấn tượng vô cùng. Có rất nhiều những tác phẩm đủ các dáng thế về với triển lãm Hải Dương. Và dáng huyền hay dáng thác đổ cũng có rất nhiều. Nhưng tác phẩm này ngay trước mắt quý vị là một trong những cái tác phẩm có cái đường nét nghệ thuật rất ấn tượng. Một tác phẩm đẹp tự nhiên, đầy cuốn hút. Nhìn bóng dáng mà mê quá quý vị ạ. Sao Huy sẽ quay cho quý vị xem kỹ những cái đường nét ấn tượng của tác phẩm này. Sao Huy còn chưa biết là chủ nhân ở đâu và tên gì. Chỉ thấy cây đẹp quá. Sao Huy muốn những cái cây đẹp như thế này. Muốn chia sẻ cho quý vị, những quý vị không đến tham quan được. Có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật cao thế này. Và cũng như chúng ta có thể chiêm ngưỡng những cái tác phẩm như thế này, chúng ta có thể học hỏi đôi điều. Và phía đây là những lối tạo tác rất là tự nhiên và nghệ thuật. Cái nét thả tự nhiên. Cây xanh dáng huyền hay còn gọi là dáng thác đổ. Chủ nhân là anh Bùi Văn Dũng ở Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương. Cây của anh Dũng ở Kim Thành, Hải Dương quý vị ạ. Một trong những tác phẩm rất ấn tượng. Một cuộc triển lãm lớn như này, tác phẩm này nổi bật ở đây không hề đơn giản. Chắc hẳn tác phẩm phải có những cái đường nét, cái nét nghệ thuật cuốn hút, lôi cuốn quý vị thì mới chiếm được tình cảm của quý vị về đây tham quan. Bosado Huy thì rất thích những cái đường nét nghệ thuật cao thế này. Đẹp quá, cái chậu cũng vừa vặn với cây, hợp với cây. Một cái thống tàu. Chào chú ạ, chào chú nhé. Hợp và vừa vặn với cây. Quý vị nhìn thấy bông tàn anh ấy làm sao mà tự nhiên quá. Một cây xanh Nam Điền, bông tàn làm rất tự nhiên, mái lợp rất đẹp, tổng thể hài hòa, không bị cứng quá, không bị nghiêm luật quá. Mình nhìn thấy đơn giản như cái bông này. Bình thường người khác chỉ làm bông đến đây thôi là hết rồi. Nhưng anh ấy lối dài cái bông ra tận đây để lợp cho cái bóng này, cái bóng mái thêm chặt chẽ và thêm nghệ thuật hơn. Một những cái đường nét nghệ thuật ấn tượng. Chào em. Chào em nhá. Anh đến lâu chưa anh? Anh đến từ mấy hôm nay cơ. Dạ vâng. Em mới tham quan được nhiều chưa? Em đến hôm thứ hai rồi. À đến thứ hai hả? Vâng. Tham quan được hết chưa em? Hết rồi anh ạ. Hết rồi à? Đã chưa? Đã đấy. Anh đang ấn tượng với cây xanh dáng huyền này quá. Nghệ nhân làm rất là nghệ thuật. Này cái đường nét xanh dáng huyền mà hôm trước em xem. Phải nói là cái đường nét rất tự nhiên, rất nghệ thuật. Rất tự nhiên. Đúng là cái phong cách đây là một tiêu chuẩn quốc tế rồi. Vâng. Tuy là một số những cái bông thì vẫn còn ví dụ bông này trong gầm bị thiếu ánh sáng thì vẫn còn đang chưa đầy. Vâng. Nhưng về cơ bản cái bóng mái như này, cái bố cục như này. Vâng. Là tương đối khoa học và hợp lý. Nhiều người sẽ xem thì sẽ có thể là nếu bắt bẻ thì có thể là cành mượn hay cành nọ kia.
Nhưng về cơ bản để mà lập cái bóng này không hề đơn giản. Thực sự để mà làm người ta biến như này lâu lắm. Người ta biến những cái yếu điểm thành những cái ưu điểm. Nói là đây một trong cây huyền mà ở trong cuộc triển lãm này em cực thích. Thực ra thì nó không phải là một cây gì đó nó quá già so với cái một số cái siêu phẩm. Đúng rồi. Nhưng mà một cái cây này thì nói là nó nhìn nó rất là tự nhiên. Rất là tự nhiên, nhẹ nhàng. Cái lối chơi của lớp trẻ bây giờ. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Và không những trẻ mà ai cũng thích ý. Nhìn cái đường nét tự nhiên thế này. Rất tự nhiên. Nhìn là như không... một cây huyền ở ngoài đời thật. Ngoài thiên nhiên. Bóng mái lợp đẹp lắm quý vị ạ. Chúng ta sẽ... Em xin phép anh Đức Huy nhá. Cảm ơn em nhá. Mọi cái đều vừa đủ vừa vặn. Mê quá quý vị ạ. Bên cạnh rất nhiều những cái siêu phẩm, những tác phẩm quý, nhưng cái tác phẩm này thì Bonsai Đức Huy cũng ít nhìn thấy ở đi triển lãm. Nếu quý vị nhìn cái hình ảnh như thế này xuất hiện ở triển lãm thì có thể hài lòng rất tất cả những quý vị về đây tham quan. Vì cái nét đẹp tự nhiên thì là cái nét đẹp mọi người hướng tới. Nếu chúng ta đặt lặng cái khuôn khổ, cái khuôn phép quá, cứ phải cành đóng thế này, đóng thế kia, nhưng mà khuyết ở đâu thì có thể là giải quyết một cái bài toán hợp lý nhất. Thì người nghệ nhân đã lựa chọn rất nhiều những cái bài toán. Đấy, ví dụ đơn giản như quý vị ơi, chốt ở mãi trên kia, nhưng mà thả mấy nhịp, mấy bông thì quý vị nhìn thấy bông tàn, mấy bồng bềnh làm sao. Và quý vị nếu hình dung chỉ làm cái bông này đơn điệu như này, phẳng ra thế này, thì cái tính kết lối trong thân trực và thân huyền không có. Và người nghệ nhân đã thả, và sao đó quý vị nhìn thấy thả sẽ vào 3 nhịp, 3 bông. Và quý vị nhìn thấy cái nét đuổi nhau, lợp bông mái, mái lọ lợp mái kia. Và tổng thể từ trực, thân trực đến thân hoành không bị loãng, không bị rời rạc, có cái tính kết lối. Và một cái khoảng cách từ thân trực đến thân huyền chỉ có một chút thôi. Một chút vừa đủ, vừa đủ tạo lên cái khoảng cách, nhưng không bị, không làm cho hai thân rời rạc. Thì tác phẩm một thân hay là hai thân hay là nhiều nhiều thân thì về cơ bản vẫn là một tác phẩm. Với cá nhân Bonsai Đức Huy thì cảm nhận là như vậy. Và làm sao chúng ta trong một tác phẩm thì chúng ta phải làm sao có bao nhiêu thân đi chăng nữa thì tất cả là phải hòa chung, phải đồng điệu. Thì với tác phẩm này Bonsai Đức Huy nhìn thấy cái nét đồng điệu rất là cao, cái nét tự nhiên rất là cao và cái nét nghệ thuật rất là cao. Chắc chắn là tác phẩm này thì không phải là cái cây nhiều tiền nhất ở cái triển lãm này, nhưng cái giá trị nghệ thuật thì đọng lại trong lòng quý vị chắc hẳn là rất nhiều. Anh chào anh nhá. Và chào em. Anh Cường, anh của em ở trên Phú Thọ. Dạ vâng, em chào anh Cường. Cảm ơn em nhé. Chào Hải nhá. Dạ vâng ạ. Anh mới đến thăm triển lãm mà anh. Đúng rồi. Tuyệt vời luôn đấy. À đâu? Anh ơi. Quý vị Bonsai Đức Huy đang ghi hình thì gặp các anh và các em đang đi ngắm cây ở đây. Đây là em Hải ở thành phố Hải Dương quý vị nhá. Và đoàn mình ở trên Phú Thọ anh nhỉ. Hà Nội luôn.
Phú Thọ và Hà Nội à? Rồi rồi. Bạn này là bạn này rất thích cây. Ở bên Việt Kiều mới về. À. Đúng không? Đúng rồi, anh luôn rồi. Anh hôm nay đến với triển lãm Hải Dương thì tham quan cây cảnh thì anh thấy tuyệt vời luôn. Anh cũng đi tham gia một số nơi rồi nhưng mà không ai bằng Hải Dương, không chỗ nào bằng. Vâng. Lần này Hải Dương quy tụ được rất nhiều cây quý của Việt Nam. Nơi quy tụ một cái dàn cây sao số đấy anh ạ. À vâng, hôm nay thì nên là đón rất nhiều các lượt khách, hàng ngàn những cái lượt khách về đây. Thì các anh và các em cũng là một trong những hàng ngàn những cái lượt khách về với Hải Dương. À. Chúc đoàn mình tham quan vui vẻ anh nhá. Rồi, xin không quan tỉnh thành nhá, Hải Dương. 63 tỉnh thành. Hải Dương là đẳng cấp nhất luôn. Tự hào Hải Dương đúng không? Tự hào Hải Dương. Ok, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhá. Vâng, chào các anh. Thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang chia sẻ cái tác phẩm cái danh Giáng Huyền này. Thì gặp một cái đoàn khách đến triển lãm Hải Dương tham quan. Thì cả đoàn cũng ấn tượng với tác phẩm Huyền này thì Huy cũng lại một kiểu ảnh. Bonsai Đức Huy thực sự là không muốn rời mắt với cái tác phẩm như này. Thì những quý vị yêu cây cảnh, những quý vị yêu nghệ thuật thì chắc hẳn là xem những tác phẩm như này thì rất là thích. Cái giá trị thì chắc hẳn là không nhiều bằng những cái cây rất nhiều tiền đây. Nhưng chắc hẳn quý vị rất là thích. Bởi vì đơn giản cái nét nghệ thuật của tác phẩm làm cho quý vị yêu mến, yêu thích. Và đây là một trong tác phẩm như vậy. Và Bà Sát Huy đến đây xin được tạm dừng video ở đây. Trước khi dừng lời xin một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công. Và chúc quý vị, mong quý vị sẽ xem những cái thước phim Bonsai Đức Huy chia sẻ, sẽ làm cho quý vị vui hơn, yêu cây hơn, yêu đời hơn. Xin được cảm ơn quý vị.